Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giải cái đề học kỳ 1 năm 19-20, mã đề 02. Thì do hôm nay á là mình sẽ giải hết cái đề này luôn, nên là những cái chỗ nào mà vắn tắt được á thì mình sẽ nói vắn tắt thôi. Và đầu tiên là mình phân tích cái đề này. Thì đây là cái câu giải phương trình. Thì cái câu này giờ nó không còn hàm hợp nữa rồi, thì nó quay lại tới đây là lượng giác ngược. Thì câu lượng giác ngược thì mình cứ giải bình thường thôi, thì là mình tìm cách để mình rút những cái sin x với cos x này đi, làm sao cho cái phương trình của mình nó chỉ còn x thôi thì nó sẽ giải được ha. Rồi câu số 2, câu A vẫn là dạng liên tục và câu B vẫn là dạng đạo hàm. Và câu 3, viết phương trình tiếp tuyến của đường cong vẫn là dạng quen thuộc. Tức là nãy giờ là mình đã được 4 điểm rưỡi rồi. Và kiềm cận trị tương đối vẫn là quen thuộc, thêm 1 điểm rưỡi nữa là 6 điểm. Còn câu tốc độ di chuyển này nó có vẽ, tốc độ thay đổi này nó có vẽ hình luôn rồi. Thì thôi, coi như không biết cũng được. Thì mình mất 1 điểm. Và giải phương trình vi phân mình lại được thêm 1 điểm nữa là 7 điểm. Còn hai câu cuối á, câu này câu SVT là chắc chắn phải làm được là 8 điểm. Nói chung là đề này mình chỉ bỏ cái câu này là 1 và cái câu này là 2. Và bây giờ mình sẽ đi vô giải chi tiết ha. Rồi giờ cái bài này thì mình chỉ được học là sin của trừ sin của sin trừ 1. Thì cái này là bằng x. Và cos của sin trừ 1 là bằng căn 1 trừ x bình. Chứ mình không hề học có số 2 ở đây. Và ở đây mình có thể coi cái này là sin trừ 1 này là x và x. Thì ở đây á, thì mình sẽ biến đổi được là sin 2x thì là bằng 2 sin x cos x, tức là sin trừ 1 và cos sin. Và ở đây là cos 2x thì sẽ bằng 1 trừ 2 sin 2x bình. Và ở đây 1 với 1 đã mất, thì ở đây chỉ là còn trừ 2 sin 2x bình cosin trừ 1 và bằng 0. Thì ở đây á là cái này thì là còn 2x và cái này á thì còn là cos, tức là căn 1 trừ x. Còn bên này là còn trừ 2 tất cả bịch bằng 0. Thì cái phương trình này mình có thể giải được ha. Mình đặt 2x ra làm nhân tử chung, cái này là 1 trừ x bình trừ x 0. Thì cái tích bằng 0 thì từng cái một nó phải bằng 0. Bây giờ là có dấu tương đương ha, mà tại mình quên viết thì các bạn nhớ viết giùm mình. Để mình viết luôn. Tương đương với là 2x bằng 0. Thì là x bằng 0, mình bỏ số 2 luôn. Và ở đây là căn 1 trừ x bình bằng x. Thì cái căn của một cái gì đó bằng cái gì đó thì đây là dạng phương trình cơ bản ha. Thì các bạn mà muốn giải phương trình này thì các bạn coi lại giùm mình.
và hoặc có khả tham khảo ở trong cái barem á, để đây do mình tiết kiệm thời gian nên mình sẽ qua bài 2 luôn. Rồi cái câu 2A. Câu 2A nó cho cái hàm vậy. Thì ở đây các bạn hay lạ là tại vì nó có thêm cái điều kiện là x lớn bằng 0 nữa. Thật ra cái này là cái điều kiện nó tồn tại cho cái căn thôi ha. Chứ cái nhánh ở đây mình vẫn chỉ có hai nhánh là khác 1 và bằng 1. Thì nó kêu tìm m đã hàm số liên tục trên tập xác định. Liên tục trên tập xác định chính là với mọi. Và ở đây do nó kêu tập xác định nó lạ nên mình cứ ghi là tập xác định ha. Đó chính là từ từ số 0 đến là cộng vô cùng. Rồi, và tới đây là mình bắt đầu làm bình thường. Tính lim tiến tới 1. À, mình phải lập luận nha. Cái lập luận các bạn làm giùm mình ha. Lập luận là để cái hàm, nếu mà cái hàm số này nè, nếu mà x mà thuộc tập xác định và khác 1 á, thì cái hàm số này bằng cái bên trên. Cái này nè. Và cái bên trên thì nó liên tục với mọi x khác 1. Và để như vậy á, thì để xét sự liên tục, à không, để f(x) liên tục với mọi x thuộc tập xác định thì f(x) phải liên tục tại x bằng 1, và ta đi xét cái sự liên tục tại x bằng 1 thôi. Rồi. Liên tục của f(x) giới hạn của f(x) tiến tới 1 thì nó sẽ bằng là nó khác 1 mà nên là dùng cái màu đen này luôn. Là e mũ trừ 1 bên trừ 1 và dưới là căn x trừ 1, thì bên dưới là 1 trừ 1 0, bên trên cũng là 1 trừ 1 0, 0 chia 0. 0 chia 0 thì L'Hôpital. L'Hôpital thì được là đây, đây là đạo hàm của e mũ x trừ 1 thì nó sẽ là bằng e trừ 1 tất cả bình, và đạo hàm của x trừ 1 tất cả bình là 2x trừ 1. Rồi, bên dưới đạo hàm của căn là 1 phần 2 căn x. Và ở đây á, mình thấy cái này chia lên thì nó sẽ không còn là dạng không chia không nữa, mà tức là như vậy nè, tiến tới 1 của, à đúng rồi, tức là ở đây là mình thế được rồi, ở đây bên dưới này nó là 1 chia cho 2 nhân với 1 là 1 phần 2, và ở trên là cái chỗ này nó bằng 0 nè, tức là 0 chia cho 1 phần 2 thì nó vẫn là bằng 0 thôi. Rồi, và ở đây các bạn tính được là f của 1 thì theo đề bài cho nó chính là bằng m. Sau cái đó các bạn lập luận là đã hàm số liên tục tại điểm x bằng 1 thì là cái f1 này phải bằng cái lim x tiến 1 của f(x). Thì lập luận xong thì ta có m bằng 0. Và mình qua câu 2B luôn ha. Câu 2B nói là khảo sát tính khả vi của hàm số tại x bằng 1 khi m bằng 0 và tính f'1 nếu có. Thì như cái bài trước ở mình rút kinh nghiệm thì ở đây là mình chỉ xét cái giới hạn là lim tiến tới 1. Cái này là khi m bằng 0 rồi ha. Lim x tiến tới 1 của f(x).
trừ F1. Và F1 chính là bằng M và bằng 0. Chia cho x trừ 1. Thì ở đây ta có là Fx chính là E mũ x trừ 1 bình trừ 1 và chia cho căn x trừ 1. E x trừ 1 và trừ 1 chia cho căn x trừ 1 trừ 0 coi như mất, chia cho x trừ 1. Thì cái này có thể rút gọn là bằng lim x tiến tới 1 của là e x trừ 1 bình trừ 1 chia cho căn x trừ 1 và x trừ 1. Rồi, nhìn một cái là biết đây là dạng không chia không. Và L'Hôpital thì ra được là ở trên thì đạo hàm của nó lúc như lúc nãy mình đã phân tích rồi đó, thì nó là 2 x trừ 1 và e mũ x trừ 1 bình. Và ở dưới thì là tích đạo hàm UV đạo hàm á, thì căn x trừ 1 đó đạo hàm sẽ là 2 căn x và ở đây là x trừ 1 và ngược lại căn x trừ 1 chữ nguyên cái kia đạo hàm đó chính là x trừ 1 đạo hàm chính là mất. Thì ở đây để mình nhìn thử. Ở đây mình có hai rút gọn ha. Ở đây mình vẫn là dạng không chia không. Nhưng mà mình có thể thấy cái nhanh hơn là làm một cách nhanh hơn, đó là mình rút gọn chứ mình không cần L'Hôpital nữa. Đó chính là tại vì x trừ 1 và ở đây nó có cái điều kiện là d là bằng từ 0 cho đến cộng vô cùng, tức là x là dương rồi, thì cái x này nè nó có thể phân tích là bằng căn x bình phương. Và ở đây thì cái này có thể là phân tích là căn x cộng 1 căn x trừ 1 và mình rút nguyên tử ha. Thì sau khi rút gọn á thì mình còn vậy, cái này nó sẽ bằng lim x tiến tới 1 và ở đây là mất lúc mình rút gọn cái nhân tử này nè, thì ở đây nó còn là 2 nhân với lại căn x cộng 1 e mũ x trừ 1 tất cả bình. Và ở dưới thì cái này là 1 2 căn x và x trừ 1 à không, căn x cộng 1 thì x trừ 1 mà rút cái kia mà thì còn căn x cộng 1, còn cái này là cộng hơn 1 thôi thì nó chỉ có căn x trừ 1 thôi, nó rút thì nó hết này. Rồi giờ mình tính thử coi được chưa ha, cái này là 1 và cái này là 2 2 2 4 và cái ở dưới là 1 phần 2 nhân với lại x cộng 1 là 2, 1 2 2 là 1, 1 cộng 1 là 2, 4 chia 2 là được 2. Rồi đây đã tính được cái giới hạn ha.
Thì qua cái bước này thì mình học được thêm là đôi lúc là mình thấy rút gọn được nhanh thì mình đỡ phải làm Lovitan nữa. Nhưng mà chú ý là muốn rút gọn được cái mà ít mà bằng đây, muốn rút gọn ít bằng dày thì phải có cái điều kiện là ít dương ha. Chứ nếu mà cái này mà ít trên R thì chưa chắc đã làm được dày đâu. Rồi. Và sau khi mình tính được giới hạn rồi, mình ra mình thấy nó hữu hạn nè, thì mình kết luận, mình kết hợp với cái câu đây là B ha, rồi đánh dấu cái điều mà ở câu A này là A nè. Thì này, cái lập luận á, cái lập luận mà nó liên tục á, mình đánh dấu là A, mà nó vừa liên tục mà nó vừa có đạo hàm hữu hạn tại cái điểm đó, thì suy ra là nó khả vi. Và suy ra là cái này nè, cái lim này là chính là bằng đạo hàm luôn, và suy ra được là đạo hàm một sẽ bằng 2. Rồi, những cái lập luận thì các bạn nhớ ghi giùm mình ha. Giờ mình ghi qua câu 3 luôn. Rồi, câu 3 đó kêu mình viết phương trình tiếp tuyến đường cong điểm. Thì như mình đã nói rồi, cho hôm trước mà mình nói là không biểu diễn y được theo x thì mình đạo hàm hai vế theo biến x. Bây giờ mình cứ làm vậy thôi. Cái x bình y này thì nó chính là đạo hàm của u nhân v, thì bằng u phẩy nè là 2x phẩy, x bình phẩy là 2x, và y với nguyên cộng với lại là u là x bình nhân với v phẩy chính là bằng y phẩy. Và y mũ 3 thì đạo hàm chính là 3 nhưng mà phải nhân với y phẩy, và trừ 5x y thì lại là u v phẩy nữa, nhưng mà số 5 mình đặt ra ngoài thôi ha. Thì trừ 5 x phẩy còn y, và cộng x nhân phẩy, và tất cả cái này thì bằng 0. Và có y phẩy mình gom chung với nhau, x bình, đây nháp cái này nháp hả, cái hai cái đây là cái nháp số 5. Rồi cộng với 3 y bình, và trừ cho 5. Và những cái mà không có thì mình qua với bên kia và chuyển vào với bên kia, nó sẽ được là đây là trừ 2x đi, và ở đây là cộng 5y. Rồi, nhớ dấu tương đương. Ở đây y phẩy sẽ bằng là trừ 2x y chia cho x bình 3 y bình, và trừ cho 5. Rồi, giờ mình hế cái điểm này xuống đây, hế cái điểm này đây, thì như mình đã phân tích rồi đó. Cái phương trình tiếp tuyến thì mình phải tìm ba thành phần là y phải x zero và x zero y zero, thì x zero y zero có rồi, giờ mình đang tìm y phải thôi, phải x zero thôi. Thì ở đây mình hế vô thì mình suy ra được là y phải tại cái x zero là 1 và y zero là 2, thì mình ấn nguyên cái này vô, ấn có ít y luôn nha,
là mình CALC x bằng 1 y bằng 2. Và sau đó mình tính ra được cái này sẽ bằng là 3 phần 4. Rồi. Giờ có hết rồi thì mình ghi lại cái phương trình và mình thế vô thôi. Thì ở đây mình làm tắt luôn hay là mình không có ghi lại cái phương trình. Cái phương trình mà y bằng y phải x 0 những x chữ x 0 và cộng y 0 á mà mình ghi luôn vậy. X trừ x 0 là 1 và cộng với y 0 là 2. Và tương đương y bằng 3 phần 4 x trừ 3 phần 4 cộng 2 chính là cộng 5 phần 4. Rồi. Vậy là mình xong cái câu 3. Giờ mình đến câu 4 luôn ha. Rồi. Cái câu 4 này nó kêu mình là tìm cực trị tương đối. Thì vẫn là tìm tập xác định. Để ở đây có căn thì phải cho căn lớn bằng 0 tương đương là x nhỏ hơn hoặc bằng 4, tức là trừ vô cùng trên 4. À quên, trừ vô cùng là dấu này nha, trừ vô cùng và 4 mới là dấu này. Và sau đó mình tính tờ phẩy. Đó phải ở đây x đạo hàm là 1. Và cái này đạo hàm là 2 căn 4 chữ x. Nhưng với cái này phải nhân thêm cái là 4 chữ x phải. Mà 4 chữ x phải là trừ 1. Tức là cái dấu này sửa lại thành dấu trừ. Rồi. Và điểm tới hạn tức là giờ phải bằng 0. Và giờ phải không xác định. Nhưng mà ở đây á, giờ phải mà không xác định á, thì thật ra là chỉ có cái kiểu mà ở dưới mẫu mà phải là ví dụ 4 chữ x không thì nó không xác định tại 4. Chứ ở đây á, nó như vậy á, tuy là nó có rõ làm cho không xác định thì nhưng mà nó không phải là một điểm, mà nó là một khoảng, nên nó cũng không phải là số tới hạn được ha. Nói chung cái dạng hàm như vậy á, thì sẽ không có số tới hạn mà làm cho cái hàm số không xác định. Mà nó chỉ có cái số tới hạn là gặp phải x bằng 0 thôi. Cái này nó sẽ tương đương là cái này mình làm tắt một chút ha. Thì cái này bằng 0 thì quy đồng cái này lên. Thì cái này 1, 4, x bằng. Và ở đây mình cứ mình khỏi xét điều kiện, mình giải theo cái phương trình hệ quả, tức là mình bình phương hai vế lên á. Ở đây mình suy ra thôi, và lát mình phải thế vô mình thử nghiệm. 4 chữ x bằng 1 và tương đương với là cái này là 4 chữ x bằng 1 phần 4 và 4 và x sẽ bằng là 4 trừ 1 phần 4, tức là 15 phần 4. Rồi. Thì là mình có được một số tới hạn thôi. Và ở đây có căn nên tốt nhất là mình vẽ cái bảng biến khiên đi. Chứ mình đừng có làm đạo hàm thứ hai. Rồi. Vài dòng. Ô khoan, dư rồi. Vậy thôi. X. F phải x. À, ở đây là g ha. G. X. Trừ vô cùng. Tới 4 thôi. À, nãy do mình quên cái tập xác định nên mình chưa xem xét. Thì cái này nó phải thuộc tập xác định ha. Thì mình mới xem xét nó là điểm tới hạn. Chứ nếu mà nó không thuộc tập xác định thì cũng như không thôi à. 4. Ở đây là 0. Và mình lại CA là C để mình biết cái
cái khoảng này nó là âm hay dương, thì mình sẽ A là C, mình sẽ biết là ở đây âm và ở đây dương. Và mình tính liêm thì mình thấy ở đây là trừ vô cùng. Và mình lại tiếp tục mình cái chỗ này thì mình không phải tính liêm ha, chỉ có trừ vô cùng mình tính liêm thôi. Còn ở đây á, mình vẫn tính được, tức là nó nằm ở dưới mẫu thì nó làm cho mẫu, nó làm cho cái phải không xác định thôi, chứ g ít thì nó vẫn xác định. Ở đây mình vẫn thấy vô được, thấy 4 rồi, ở đây là không và ít thì bằng 4, thì nói chung là chỗ này là 4. Và mình bấm cái hàm vô, mình CA là C 15 phần 4 thì thấy chỗ này là 17 từ, tức là lớn hơn cái này rồi đó. Và để dạy và như vậy cái này là sửa lại chút cho nó có cái độ đi xuống ha. Rồi và mình kết luận cả hàm số tại x bằng 15 phần 4. Rồi thì cái này các bạn tự kết luận như mình ha, tại x bằng 15 phần 4 thì hàm số đạt cực đại tương đối, cực đại tương đối và giá trị cực đại 15 phần 4 sẽ bằng 7 4. Rồi cái câu này thì đầu tiên mình thấy nó là dạng phương trình vi phân, thì chắc chắn là tách thực biến rồi đó. Thì ở đây tách quá dễ luôn, mình chỉ cần chia cái này xuống bên này là xong. Thì đầu tiên là mình phải ghi lại cái phương trình cái đã to dữ. Không nhỏ. Đây, ghi lại cái đề bài ha. Và mình sẽ tương đương ở đây là cốt y chia cho 3 bình phương y bằng có nhiều ghi lại x e x bình và 3 không 3 xin y chia qua rồi và dy dx. Rồi giờ mình lấy quyền hàm hai vế thử copy cái rồi đây copy thì thật chứ á, lấy nguyên hàm hai vế thì các bạn chỉ ghi lại là lấy nguyên hàm hai vế vậy thôi ha, nên mình copy cho nó nhanh. Rồi và ở đây á mình thấy được rằng cái này mình nói mình thấy nhưng mà thật ra là bắt buộc là các bạn phải thấy các bạn mới làm được nhanh ha. Trong toán một thì thật ra cái bảng bảng mà tích phân á thì mình ít xài lắm, mình chỉ xài cái bảng đạo hàm thôi, và chủ yếu là mình thấy được những cái như thế này. Ví dụ ở đây mình thấy là d 3 cộng sin y thì sin đạo hàm là cos và cos y thì nằm đây nè. Đây cái này là ý của mình là cái này mà là cái cục này nè là nó chính là bằng là cos y dy, nên là mình thế vô ha, ở dưới là 3 cộng sin y đó, mình bắt buộc phải thấy được dài nha, chứ mình mà đi mò trong cái bảng kia thì cũng khá là mệt mỏi á. Còn bên đây thì mình phải thấy được rằng là d x bình mà d một cộng x bình thì ở đây nó bằng 2x lận, ở đây nó mình có một ít thôi nên phải chia bớt đi cho hai, chia bớt đi cho hai ha, và tương đương
Ở đây coi cái này là ít lớn. Ở đây thiếu bình phương. À, x mũ trừ 2 thì nó chia mẫu mà, thì nguyên hàm của nó sẽ là 3 sin y mũ trừ 2 thì cộng 1 vô là mũ 3, trừ 2 cộng 1 vô là mũ trừ 1, và tức chứng tỏ là ở dưới mẫu thôi, thì ở đây mình chỉ cần ghi nó ở dưới mẫu thôi là được ha. Đây thì nó xuống cái mẫu và chia cho cái chừng một chia chừng một, tức là hàm dấu trừ nữa vô là xong, chừng một. Rồi còn cái bên này thì 1/2 tất nhiên phải ghi lại. Còn e mũ, coi cái này là ít lớn, cái e mũ ít thì nguyên hàm của nó vẫn là e mũ ít thôi, là e mũ cộng x bình, và đừng quên c. Rồi cái này là mình xong rồi, chỉ cần kết luận và mình ghi thêm cái lập luận là cái nguyên cái này là nghiệm tổng quát của phương trình, hoặc là ghi ở trước là nghiệm tổng quát của phương trình là cái này. Đã xong. Thì tại vì cái bài này nó không có cho mình điểm ha, nên là không có tìm được nghiệm cụ thể, mình chỉ tìm được nghiệm tổng quát thôi là xong bài rồi. Rồi cái câu 7 này nó cho mình cái hàm vận tốc, nó kêu tính tổng quãng đường trong thời gian 1 năm. Thì đầu tiên mình phải nhớ là cái quãng đường thì sẽ bằng nguyên hàm của vận tốc, và tổng quãng đường đi được, tức là cái quãng đường này là nó có lúc âm có lúc dương, nhưng mà tổng thì là chỉ xét coi như là mình phải lấy những cái độ lớn thôi, tức là giá trị tuyệt đối thôi á, thì nó sẽ bằng trị tuyệt đối của cái này. Thì trị tuyệt đối ở ngoài tích phân thì theo tính chất thì nó sẽ đưa vô tích phân, tức là nó sẽ thành như vậy. Rồi sau phân tích đó thì mình ghi vô bài như vậy. ST bằng ô VT, và ở đây thôi bỏ cái t đi, tại vì t ở đây nó chạy mà y t thì nó bài vậy nó không hay ha, bài vậy mới là hay nè. Đây từ 1 năm tt và ở đây cái này nó sẽ bằng là 5 t bình thì tuyệt đối chứ, thì tuyệt đối t bình t trừ 3 là dt. Thì để mà tốt nhất tính tích phân của chỉ tuyệt đối á, thì nó cũng có công thức á, nhưng mà tốt nhất là mình phá chỉ tuyệt đối ra rồi mình tính ha, là chắc ăn nhất. Thì phá trị tuyệt đối á, đầu tiên là mình phải xét dấu nó đi, thì xét dấu thì mình phải có nghiệm phải bấm máy tính 1 trừ 2 trừ 3 thì có hai nghiệm trừ 1 đến 3, và ở đây mình chỉ xét từ 1 đến 5 thôi, đi ra là mình không cần quan tâm cái khúc này. À, và cách cách tốt nhất là mình ghi lại cái hàm
x bên hay x trừ 3. Và mình sẽ A là C vô. Ở đây mình sẽ A là C2 nè. Đó là trừ, còn bên đây cộng. Vậy có tức nghĩa là cái đoạn mà từ 1 đến 3 thì nó sẽ mang dấu trừ. Và cái đoạn từ 3 đến 5 thì nó mang dấu cộng. Thì ở đây mình làm được là 1 đến 5 và 1 đến 3. Ủa, trừ. Trừ thì mình đem ra ngoài luôn cũng được ha. C, C, 3, trừ 3 chứ. Rồi, đây, đây. Cộng với một cái 3 đến 5. Vẫn là cái đó. Để mình C, 3, rồi. Và sau khi có cái này cái gì tính nguyên hàm, cái này là nguyên hàm vẫn là t mũ 3 chia 3 trừ t bình trừ 3t, và sau đó hết cận vô và tính những cái còn lại thì nó khá là đơn giản ha. Thì mình nhờ các bạn làm giúp mình. Rồi, như mình đã phân tích thì mình chỉ còn hai câu lạ thôi, đó là câu 5 và câu 8. Thì câu 8 này là hoàn toàn lạ luôn. Tức là nếu mà các bạn không nhớ được nó là một cái dạng mà cái chương 5 á, mà cái mà định lý cơ bản của di tích á, thì các bạn không làm được đâu. Nên là mình ưu tiên mình làm cái câu 5 hơn. Thì cái câu 5 nó tốc độ thay đổi. Thì tốc độ thay đổi thì nó là dạng khó thiệt. Nhưng mà hôm bữa giờ mình làm biết bao nhiêu bài rồi ha. Thì sao mình không khẩn sức với câu này trước rồi lát mình mới qua câu kia. Câu kia thì có khi mình phải lật cả giáo trình để mình kiếm luôn á. Nên là thôi làm câu 5 trước ha, mình khẩn sức với câu 5 trước. Rồi, câu 5 này nó nói là một người đi xe đạp trên đường hẳn với tốc độ không đổi 2 feet giây và hạ một quả bóng bay tại vị trí A. Tức là cái người này đi từ trước đó rồi thì tốc độ không đổi nha, và A cái người đó hạ cái thì nó đi tiếp và đồng thời tiếp tục di chuyển. Giả sử quả bóng bay lên theo hướng thẳng đứng với tốc độ không đổi là 3 feet giây thì hỏi sau 5 giây kể từ lúc quả bóng hạ lên, khoảng cách giữa người đi xe đạp và bóng bay thay đổi với tốc độ bao nhiêu. Thì cái bài này á, nó giống như cái bài hình khí cầu ha. Tại vì cái hình khí cầu nó cũng khả lên thẳng đứng, cái này cũng khả lên thẳng đứng. Và cuối cùng nó vẫn tạo thành cái tam giác vuông nè. Thì... và nó cũng giống cái bài Đông Tây Nam Bắc hôm bữa luôn. Thì sau cùng nó đều tạo thành cái tam giác vuông hết. Thì giờ nó chỉ hỏi là khoảng cách giữa người xe đạp và quả bóng thay đổi với tốc độ bao nhiêu. Thì bài hình khí cầu thì mình làm hai biến, bài bài Đông Tây Nam Bắc thì mình làm ba biến. Thì giờ mình cứ suy nghĩ thử coi là bài này làm mấy biến ha, nhưng mà mình thấy khả năng cao là ba biến rồi đó. Tại vì cái bài hình khí cầu á là cái mà người quan sát á đứng cách cái chỗ mà hình khí cầu bay lên khoảng không đổi. Nhưng mà cái này thì nó thay đổi mà. Tức là ông này ông đạp càng lúc càng xa. Và cái này nó bay cũng càng lúc càng cao ha. Thành ra là khả năng cao là bài này là ba biến rồi. Thì mình cứ đặt đi. X, Y, Z. Thì đặt thì các bạn phải nói đàng hoàng X là gì ha. Y là gì. Z là gì. Và ở đây thì mình nhanh. Nên là mình không có nói. Và khi đó mình có một cái biểu thức liên hệ là x bình bằng y bình z bình. Và đạo hàm ra thì giống y hôm bữa thôi. X t bằng y y dt và z Z. Và như đã phân tích á, thì ở đây nè,
sẽ sử quả bóng bay lên với tốc độ không đổi 3 feet trên giây, tức là dz trên dt bằng 3 feet giây. Và người đó cũng đi xe đạp với tốc độ không đổi, nên là dy trên dt bằng 12 feet giây. Và hỏi tại thời điểm t bằng 5 để chọn góc thời gian là tại lúc mà người đó thả quả bóng lên, nên là sau 5 giây thì t bằng 5. Ở đây mình đã giải quyết hết số rồi, thì giờ cái gì còn lại của mình là tính x, y và z thôi. Thì thường là có công thức này là mình tính y, z rồi mình sẽ thế vô mình tìm cái còn lại ha. Thì ở đây nếu mà ở đây mình chọn cái này là góc chung luôn nè, tức là góc và vị trí chung á, thì các bạn sẽ thấy là x y, tức là cái vị trí của cái người đó sẽ là bằng 12 chia t, tức là bằng 2 nhân với lại t là bằng 5, là được y là bằng 60. Và z sẽ bằng là 3 t 3 với 5 bằng 15, thì ra x sẽ bằng căn 60 15 bit. Và ở đây mình bấm máy tính sẽ được là 15 căn 17. Rồi. Và sau đó mình thế vô mình tính thôi ha. Thì đó mình sẽ tính được dx chia dt sẽ bằng y 60 2 cộng với cả là 5 nhân với lại 3 tất cả chia cho x là 15 căn 7. Thì cái việc mà tính cái này mình cũng đã chỉ cho các bạn nhiều rồi ha. Nếu mà các bạn ấn mà nó ra số lẻ thì mình giấu cái căn 17 đi, mình ấn xong mình nhân với 1 chia căn 17 thì nó ra thôi ha. Tính này mình để cho các bạn tự tính. Rồi, cái câu này nó nói là tìm cái bảng tăng giảm của cái hàm số như thế này. Cái hàm số này mà có cái cận là biến, khả năng cao là dùng định lý thứ hai của giải tích. Và cái khoảng tăng giảm thì cứ rõ là liên quan tới đạo hàm, tức là ở đây nó kêu tính gx thì mình phải tính được g'x. Và nếu mà g'x dương á, tức là cái hệ số góc nó dương, tức là nó đi lên, tức là cái tiếp tuyến nó đi lên vậy nè, và cái hàm số này nó sẽ né với cái tiếp tuyến, cái hàm số nó cũng đi lên luôn, thì chứng tỏ là đi lên chứng tỏ là tăng, tức là tăng thì g phải ít dương, và ngược lại giảm thì g phải ít âm. Thì với những cái điều đó thì mình bắt đầu mà làm ha. Ở đây g ít bằng f phải ít, và chính là bằng đây theo công thức f về x chia là v phải x, f về x chính là e cái này, thì cái này chính là 3 nhân với 2x cộng 1
và trừ 1, 3 nhân 2x là 6x. Và nhân với lại 1 là 3, trừ 1 là 2. Và e mũ 2x cộng 1. Và cái này nó đạo hàm theo x của v nữa. Nó chính là bằng 2. Đây mình viết xác quá ha. Cục này. Và trừ cho f của ux. Ux chính là 0. F của ux chính là trừ e trừ 1. Nhưng với e cũng không, chính là trừ 1 nhưng với lại 1. Mà thêm dấu trừ ở đây nó là thành dấu cộng, cộng 1. Và đạo hàm của ux, mà u đạo hàm là bằng 0, mà 1 nhân 0 thì hết, chứng tỏ là ở đây không có số 1. Làm viết ra. Rồi. Vậy thì đây chính là cái hàm mà gx. Thì giờ mình đạo hàm thôi. Phải x chính là bằng cái đây là u u phải, thì ở đây mình nhân vô luôn đi cho mình thấy cho nó dễ. 2 2 nhân 6 12 4. Rồi mình thấy là ở đây là u, còn này là v phải nè. Thì đầu tiên là u phải chính là 12. Để v với lại u chữ nguyên v phải phải vẫn là e cũng 2x cộng 1, nhưng mà 2x cộng 1 phải là hàm số 2 nữa. Rồi giờ ở đây mình thấy e cũng 2x cộng 1 giống nhau, đặt ra thì bên trong nó sẽ là 12 cộng với 2 nhân 4 là 8 là 20. Và ở đây là cộng 2 nhân 12 là 24x. Rồi. Và như mình nói á, là mình muốn xem cái khoảng tăng giảm thì thôi, thì mình chỉ xem là cái này dương hay âm. Mà nếu vậy á, thì mình lập bảng xét dấu là nhanh nhất ha. Thì ở đây á, mình muốn xét dấu thì mình phải cho cái này không. Thì thật ra là cái này mà bằng không thì cái cần cái bằng không, nhưng mà cái này nó chắc chắn không bằng không rồi, thì cái này nó tiệm cận với không, thì chỉ có là x là bằng trừ 20 chia 24, vậy x là bằng cho mình bấm tính trừ khoan trừ 20 chia 24 chính là trừ 5/6. Rồi giờ mình dập cái bảng xét dấu ha, và g phải x. Vậy thì cái bảng xét dấu này á, mình chứ không phải là bảng biến khiên nha. Bảng biến khiên là mình có thêm cái cột gx nữa, còn cái này mình chỉ quan tâm dấu của gx thôi, của g phải x thôi, chứ mình không quan tâm tới cái chuyện là nó đi như thế nào ha. Đây trừ 5/6. Cái này chắc chắn là bằng không. Và khi xét dấu thì cũng vẫn là như vậy thôi. CA là C. Ở đây thì mình được là nó âm. Ở đây là nó dương. Thì giờ mình kết luận ha. Kết luận là x tăng trên
Ừ. Thì nó hỏi là khoảng thì thôi tốt nhất khoảng tròn đi, tại vì cái một mút này nó số không, ai mà dám biết là nó tăng hay nó giảm đâu, nên là cứ để khoảng tròn là cái ăn nhé. Và tương tự thì các bạn tự ghi cho mình ha, gx giảm trên trừ vô cùng đến trừ 5/6. Thì đây cũng là video cuối cùng về toán một trong kỳ này, thì hy vọng những cái video của mình chia sẻ từ trước tới giờ đã giúp đỡ cho các bạn một phần nào đó trong việc học toán một. Nên là nếu mà sau video này mà các bạn vẫn có bài không biết làm thì các bạn có thể hỏi trên group ha, chắc chắn mình sẽ trả lời và mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất. Thì chúc các bạn có một kỳ thi thành công.